Hello and welcome to Learning Vietnamese with Thảo. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cùng học tiếng Việt với Thảo. Today we are going to learn how to pronounce the name of the largest island in Vietnam. Phú Quốc. Phú Quốc. Phú Quốc. Phú Quốc. Phú Quốc. Phú Quốc. Thank you, and I look forward to seeing you in the next video. Bye bye.